Đừng buồn lòng người.
lạy Chúa. Chính là người với người và trong người mà mọi danh sự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự nghiệp của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Hôm nay chúng ta sẽ có sinh tiền lần thứ hai cho công tác mục vụ của đức cha của chúng ta đây.
kỳ những tên gọi gì cho ngày này, nhưng tóm gọn lại, ngày của mẹ, ngày cho mẹ, ngày nhớ về mẹ. Và chỉ cần một chữ mẹ thôi, người ta đã đủ hình dung ra người nói muốn truyền đạt ý tình gì rồi. Tiếng mẹ ơi nghe dịu ngọt biết bao, nói đến mẹ là nói đến tình thương vô bờ, tình thương bao la như những lời tán tụng từ ngàn xưa. Thế giới có thật nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt mỹ và vĩ đại nhất trên cuộc đời này vẫn là trái tim người mẹ. Có biết bao nhiêu câu thơ, bài viết, bài ca, những kiệt tác phẩm nói về mẹ, nhưng cũng không bao giờ diễn tả hết được tình mẹ, tình mẫu tử. Và dù có ví như biển Thái Bình bao la, dù như nước sông Hằng quần quận, nhưng sao vẫn không sánh được với tình mẹ cho con. Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay, cũng thấm đậm, cũng ngậm ngùi, cũng đầy cảm xúc. Vì sao? Vì tất cả những ngôn điệu này đều phát xuất từ ngôn ngữ của trái tim. Xin kính chúc quý bà mẹ, những hiền mẫu của gia đình sẽ đón nhận tràn đầy niềm vui từ những hạnh phúc ấm êm trong vòng tay yêu thương của mọi người. Mẹ, người đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của con.